Thưa quý vị, từ ngày 21 tháng 7 năm 2023, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, gọi tắt là SCB, đã chính thức chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch An Đông Plaza và phòng giao dịch Trần Quang Khải. Trước đó không lâu, SCB cũng đã chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch Minh Khai. Cả ba phòng giao dịch đều có địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh. Và không chỉ có ba phòng giao dịch này, mà vài tháng trở lại đây, nhà băng này đã tạm dừng hoạt động nhiều điểm giao dịch trên địa bàn thành phố. Phòng giao dịch An Đông Plaza có địa chỉ tại Trung tâm Thương mại An Đông Plaza, số 18 An Dương Vương, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Phòng giao dịch Trần Quang Khải có địa chỉ tại số 170 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Phòng giao dịch Minh Khai có địa chỉ tại số 316-318 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Theo SCB, mọi quyền lợi và giao dịch của khách hàng tại ba phòng giao dịch đều được đảm bảo thực hiện đầy đủ tại các điểm giao dịch hiện hữu của SCB. Trước đó, nhà băng này đã thực hiện chấm dứt hoạt động nhiều điểm giao dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gồm phòng giao dịch Bầu Cát, Nhà Rồng và Cô Giang. Ngoài ra còn có phòng giao dịch Thành Công, chi nhánh Hai Bà Trưng, phòng giao dịch Quận Nhất, chi nhánh Cống Quỳnh. Tháng 10 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt. Việc kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến ngân hàng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung. Những tin tức mới liên quan sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.